Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Nhất Huy Auto. Thì hôm nay Nhất Huy em có về một chiếc em hàng quốc dân mang thương hiệu Toyota Innova. Chiếc này thì được sản xuất năm 2016 các bác nhé. Bản này là bản E số sàn các bạn. Chiếc này thì được mang biển Hà Nội luôn. Bác nào mà ở Hà Nội mua xe thì không cần phải đổi biển nữa, chỉ cần sang tên là thuế thôi. Chiếc này được mang trên mình bộ mâm là 16 inch, cụm đèn rất là mới. Các bạn này, em nhớ ngày xưa là con hàng này là con hàng quốc dân được nhiều người Việt Nam ưa chuộng nhất, nhất là các bác chạy dịch vụ. Năm 2015-2016, chiếc này nổi thời, đình đám một thời. Tới bây giờ vẫn được nhiều người ở Việt Nam ưa chuộng cái dòng Innova này, rất là bền bỉ, chắc chắn. Sau đây các bác tham quan nội thất của nó với em nhé. Chạy xe em vẫn mở và đây, cho các bác nghe cảm nhận chiếc loa của em nó này. Gương chỉnh điện các bác nhé, gương được lên gương chỉnh điện nhé, nội thất mà da bò này, còn cực mới này, đó. Tất cả đều là nguyên bản, cam kết là không đâm đụng ngập nước máy móc, kết cấu khung cầm sắt xi nguyên bản, dàn loa này, vô lăng này, còn rất là mới các bạn, loa nghe rất là êm tai, vẫn như thời mà hot mà em nó độ nó mới ra. Đó. Sau đây là hàng ghế sau của em nó. Xin mời các bác tham quan. Đó, rất là rộng rãi, thoải mái. Cảm giác cho người ngồi đằng sau ấy là được tạo ra một cảm giác là thoải mái và rộng rãi, không phải quá chật chội như những chiếc xe khác. Vì chiếc xe này là phân khúc là thuộc phân khúc SUV, điều hòa rất là mát lạnh luôn các bạn. Thời tiết nóng nực Hà Nội như thế này, sở hữu một chiếc Innova thì vừa phục vụ, thứ nhất là phục vụ gia đình, thứ hai là công việc. Xe thì bên em cam kết cho các bác là không đâm đụng ngập nước, kết cấu mạch móc khung gầm nguyên bản. Xe thì một chủ từ đầu các bác nhé. Mọi chi tiết các bác xin liên hệ qua số điện thoại 0355451410, 0355451410. Chiếc này thì bên em đang chào với giá là 505 triệu, giá cả có thương lượng cho các bác. Vâng, Nhất Huy Auto xin cảm ơn các bác đã quan tâm.